Trả trước 600 triệu đồng tiền mặt thì quý vị khách hàng có thể mua nhà ở đâu được thuộc quận Hà Đông? Ngoài sẽ bật mí ngay trong video này cho quý vị. Với một ngôi nhà 30m² thiết kế 5 tầng 3 phòng ngủ rất là mới, thiết kế rất là hiện đại, kiểu mẫu mới nhất hiện nay mà giá bán cực kỳ là hợp lý. Trả trước 600 triệu là sao ạ? Có nghĩa là phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất tại thời điểm này cực kỳ là ưu đãi đến từ những cái ngân hàng mà uy tín nhất cho quý vị. Với thiết kế của ngôi nhà 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bán giao nhà được luôn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa lên tới 80% giá trị của ngôi nhà. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế và xây dựng ra sao. 5 tầng xây mới. Với thiết kế của ngôi nhà, cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt mọi người ạ, cửa sắt kéo, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt tiền của ngôi nhà 4m, mặt tiền của nó khá là rộng cho nên vào trong không gian nhà khá là thoáng, thiết kế hai lớp cửa an toàn thẩm mỹ. Mời mọi người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Với trước khi mà đi vào review cụ thể ngôi nhà thì Ngọc Anh sẽ bật mí một chút với cái vị trí của ngôi nhà này thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần Đại học Phenica, gần với lại quốc lộ 6, gần bến xe Yên Nghĩa, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức hoặc là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc quý vị đi làm theo tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, rất là hợp lý nhé. Quan trọng nhất là 100% những nhà mà nhà tốt quay review cho quý vị, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà theo như hiện trạng, quay video có sao thì quý vị đến xem, nhận nhà, mua nhà là như vậy. 100% cam kết, sổ sách chuẩn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nhé. Và đi vào phần chính của ngôi nhà, tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Phần phòng tầng 1 của ngôi nhà hoàn thiện xong hết, gạch lát nền, thiết bị vệ sinh cũng như hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn đều đã xong hết, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Theo như hiện trạng thì xách vali về và ở ngay. Cụm dự án này thì có 4 căn, đã bán 2 và chỉ còn 2 căn, nằm ở trong khu dân cư đông đúc mọi người nha. Cái căn này ấy, thì nó nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông nhưng nó cũng không phải là căn cuối cùng mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, còn đây là phần không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp thiết kế cho quý vị đầy đủ chỉn chu hết rồi. Đó, tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, cũng như là xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, hoàn toàn rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở được ngay, sổ đỏ trao tay thôi. Và với cái giá bán của ngôi nhà này thì chỉ hơn 2 tỷ một tí tẹo thôi mọi người ạ. Cho nên là ngân hàng hỗ trợ cho quý vị vay được tối đa nó khoảng tầm tỷ 3, tỷ 4 đấy. Còn lại thì là quý vị thanh toán trước phần tiền mặt cho Ngọc Ánh. Ở đây tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm. Nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà, diện tích nhỏ nhưng công năng sử dụng vô cùng lớn mọi người ạ, 3 phòng ngủ lẫn cơ mà. Đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính của ngôi nhà ở đây, chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách làm gỗ luôn. Ở dưới là có kệ mở ra được này, ở trên vách CNC đó. Thiết kế tối ưu công năng, hài hòa, hợp lý. Rất nhiều khách hàng hỏi với cái giá bán hơn 2 tỷ hoặc là hơn 1 tỷ đấy thì chắc là bên em câu like câu view, nhưng mà nói thật với mọi người không có chuyện câu like câu view ở đây. Bởi vì sao ạ? Những cái vị trí ngôi nhà giá rẻ thì nó sẽ phù hợp cho quý vị, đối tượng khách hàng mà đi làm ở khu vực gần đó, hoặc là nó phạm vi bán kính 5 đến 10 cây thì ở cái vị trí này cũng vậy thôi. Nó sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, không khuyến khích đi làm ở tận Ba Đình, Cầu Giấy, bởi vì đi lại khoảng cách của nó sẽ tầm 15 đến 17 cây thì nó tương đối xa, nhưng nếu như mà khoảng tầm 8, 9, 10 cây đổ lại thì nó không phải là xa quá. Cho nên mọi người có thể cân đong đo đếm, quan trọng nhất nó là tầm tài chính của khách hàng quyết định lên vị trí khách hàng muốn mua. Toàn bộ ở đây mọi người ạ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng ra sao? Và Ngọc Ánh bảo rằng diện tích nhỏ nhưng công năng sử dụng lớn ạ. 3 phòng ngủ, mỗi một phòng thiết kế một phòng ngủ rất là rộng. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh đầy đủ công năng.
Phòng ngủ được thiết kế rất là hiện đại, có ban công hướng ra phía bên ngoài. Rất nhiều quý khách hàng chia sẻ và tâm sự rằng những cái nhà này xây nó giống như kiểu lô cốt em nhỉ, sợ là không an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây mọi người có thể nhìn thực tế đấy, ban công mở cực kỳ là thoáng đây. Như thế này thì làm gì có chuyện mà bảo là bí và không an toàn ạ, đúng không ạ? Rất là thoáng là đằng khác. Đó. Cửa thì cũng thiết kế cho quý vị một cái lớp cửa như này. Nếu như mà có vấn đề về hỏa hoạn thì mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là với những cái vị trí này, xe thì vào rất là gần mà đây. Chưa gì thì mọi người đã thoát được rồi. Nói chung là như thế. Rất là thoáng. Đấy là cái điều mà Ngọc Anh muốn nhấn mạnh với mọi người, bởi vì bây giờ ấy, chủ đầu tư xây, thiết kế phải tính đến cái phương án, đầy đủ những cái phương án về cái độ an toàn, bảo mật cho ngôi nhà. Ngoài cái phần đẹp thì nó vẫn phải an toàn là chính, cửa sổ rồi mọi cái đều đầy đủ cho quý vị. Ánh sáng tự nhiên, không gian đầy đủ, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ thiết kế là ốp lát gạch, kích thước gạch 60-60, vân gỗ mọi người nhá. Đó, cửa đây, thiết kế là cửa nhựa, siêu nhẹ, vân gỗ mọi người ạ, rất là bền. Phòng ngủ thì vuông vắn, phòng vệ sinh thì đặt ở phía bên ngoài. Nhiều khách hàng thì thích phòng vệ sinh ở phía bên trong, nhưng cũng có rất nhiều khách hàng thích phòng vệ sinh ở bên ngoài. Cái này thì tùy mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên thì chủ đầu tư cố gắng thiết kế làm sao nó hài hòa nhất có thể để nó đưa tới tay khách hàng thôi. Đây là phần phòng vệ sinh, được ốp toàn bộ gạch 30-60 lên tới 2/3 trần, quạt hút mùi, hệ thống ở đây là sen cây, tắm nóng lạnh, đó, bồn cầu liền khối, thiết bị vệ sinh ở trong phòng tắm đều được thiết kế và đầy đủ hết rồi. Tầng 2, tầng 4 thiết kế như nhau. Mời quý vị tham lên tiếp theo tầng 3 của mình. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3, tầng 4, tất cả các phần cầu thang đi lên đều có cửa sổ ô thoáng đấy mọi người nha. Đó. Tầng 3, tầng 4, tầng 2 thiết kế tương tự nhau. Mỗi tầng gồm một phòng ngủ rộng. Tầng nào cũng có đầy đủ cửa sổ thoáng, mở ra trước và sau cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đấy. Đây. Phòng ốc rất là vuông, dễ dàng thiết kế kê đồ. Căn nhà này thì mặt tiền của nó cũng rộng, cho nên vào trong không gian phòng nó rất là thoáng. Phòng vệ sinh ở tầng 3 đầy đủ cho quý vị. Tất cả những cái thiết bị vệ sinh cần dùng cho từng tầng, cho từng hộ gia đình. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm. Trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Như vậy ngôi nhà này có 3 phòng ngủ riêng. Mời quý vị theo Trần Ngoài lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Trên phía tầng 5 của ngôi nhà có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở phần tầng 5, chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng ở đây. Một phòng riêng để quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Đó, thiết kế rất chỉnh chu, đầy đủ. Và phần còn lại, sân phơi. Với cái phần sân phơi này thì quý vị có thể nhìn xung quanh. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Với ngôi nhà này thì thuộc quận Hà Đông. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn đúng như theo hiện trạng của ngôi nhà. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà để được tư vấn và đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.